chào các bạn thân mến. Hôm nay Ngọc Anh giới thiệu với các bạn kênh của Ngọc Anh Your Real Estate USA. Ngọc Anh lập kênh này để chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm về đầu tư bất động sản và làm giàu và làm nghề làm môi giới tại Mỹ. Nghề làm môi giới và đầu tư bất động sản ở Mỹ rất dễ làm giàu. Ngọc Anh làm bất động sản trên 30 năm. Ngọc Anh có công ty bất động sản tại Florida, US. Ngọc Anh cũng làm chủ nhiều bất động sản tại Florida và những tiểu bang khác. Ngọc Anh bắt đầu sự nghiệp bằng một con số 0 từ là một cô gái miền quê ở Việt Nam, đi sang Mỹ trên 30 năm. Bây giờ là Ngọc Anh rất là thành công trong lĩnh vực bất động sản thì từ một con số 0. Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn trong kênh này những kinh nghiệm về nghề môi giới bất động sản và cách đầu tư bất động sản tại Mỹ. Ngọc Anh cũng liên lạc với các bạn cùng nghề tại Việt Nam để cập nhật về những bất động sản ở Việt Nam để các bạn có thêm nhiều kiến thức. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Ngọc Anh, theo dõi kênh Ngọc Anh, like và subscribe để Ngọc Anh có nhiều năng lực cùng tiếp tục chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm về nghề nghiệp, về đầu tư để chúng ta cùng làm giàu thịnh vượng nơi đất Mỹ và nước Việt Nam. Xin các bạn ủng hộ cho mình nha.